Xin chào các bạn. Rất là lâu rồi mới quay lại với các bạn trong một clip mới. Ngày hôm nay cũng sẽ là clip đầu tiên của năm 2024. Như các bạn đã vừa nhìn thấy ở trên cái thumbnail của mình và cũng như là trên cái tiêu đề của clip ngày hôm nay, thì đây là những thùng sách mà mình đã nhận được trong năm 2023. Nhưng vì một vài lý do mà mình đã không thể kịp để quay cho năm 2023 vừa rồi, vậy nên là ngày hôm nay thì mình sẽ mở hộp cũng như là một clip mới hoàn toàn cho nên không tư luôn. Thì bây giờ chúng mình sẽ cùng vào xem những cuốn sách mà mình đang chuẩn bị mở cho các bạn nha. Bà ơi, phải buộc cái tóc lên cho nó đỡ xòe xòa. Thì đây là hộp đầu tiên nha. Hộp này thì đến từ bên chị Tre. Chị Tre vẫn là một nơi mà mình rất là tin tưởng để mình mua ấy. Đây. Thì mình sẽ lấy trong cái chỗ sách này ra để mình đọc cho năm 2024 luôn. Để xem có được cuốn gì nhé. Đây, yes. Ở đây mình có tổng cộng 4 cuốn. Mua lâu rồi. Đều là những cuốn mà nó rất là nổi tiếng của năm 2023 vừa rồi. Và năm vừa rồi mình đã rất là làm bài toán chi phí vì hết tiền. Thế nên là luôn luôn phải dồn vào tận cuối năm mới mua. Cuốn đầu tiên đó chính là một cuốn mình khá là lưỡng lự, đó là cuốn của Sally Rooney, cuốn Beautiful World Where Are You, thế giới tươi đẹp người ở đâu, người ở đâu, của nhà nữ. Thì đây là cái bản tiếng Việt này, bản tiếng Việt, và đây là bản tiếng Anh. Thì cái thời điểm mà mình mua cái bản này, bởi vì lúc đấy là hình như là bên tiệm hình như là gác xếp là có sẵn, thế là mình lấy luôn, xong rồi cũng chưa kịp đọc. Và cuối cùng là bên nhà nữ cũng có cuốn này, thì ok, mình sau một thời gian mình không mua sách của nhà nữ thì mình đã quyết định là mua lại. Bởi vì thực ra là nhà nữ sách cũng kiểu nhiều sách hay ấy, nhưng mà vì mình có nhiều sách chưa đọc quá, thế là mình lại chưa có quyết định chuyển quyển nào cả. Nhưng tuy nhiên vì lần này thì mình có mua 2 cuốn của nhà nữ nên là đã mua luôn cuốn này. Cuốn này thì được chị Hào Khuất chị có review bản tiếng Anh là một cuốn khá là khó đọc, tuy nhiên là một cuốn khá là hay. Thế nên là mình sẽ đọc thử. Mặc dù là thực ra là về cái bìa nha, thì mình rất là thích cái bìa của bên nước ngoài, còn cái bìa Việt Nam mình đang không có thích cho lắm. Mà giá của nhà nữ làm rất là ổn. Cuốn này mình mua có 135.000 mà mình mua bên tiệm Tre còn được giảm giá nữa, vậy nên là các bạn hãy qua tiệm Tre để mua nhé. Đây thì đây là cuốn đầu tiên. Cuốn thứ hai là cuốn Bác Hanna, cũng là đến từ nhà phụ nữ và đã được một số bạn review cuốn này rất là cảm động, nên là mình đã quyết định chờ đến cuối năm để mình mang hai em này về. Cuốn thứ ba và cuốn thứ tư thì đến từ nhà Kim Đồng mà mình đã phải suy nghĩ rất đắn đo rất là nhiều mình mới mua. Cuốn đầu tiên là cuốn Giáo dục Nhi Đồng, 65.000 của tác giả là Đạm Phương Nữ Sử. Thì cuốn này lúc mà bên nhà chị Tre có bán ấy thì mình không có mua, vì là mình chỉ đọc cái tiêu đề thôi và mình nghĩ là chưa đến lúc phải đọc. Nhưng mà khi mà mình sang nhà anh trai mình và mình thấy chị dâu mình có mua cuốn này và mình đọc thử một vài trang, mình thấy nó rất là ổn, gần như là một cuốn giáo dục dạy về giáo dục cho thiếu nhi theo từng kiểu gọi là sao, từng thời điểm của trẻ đây. Và nó mang cái xu hướng như kiểu là hồi xưa ấy, tức là đưa ra những cái giáo dục và những cái triết lý với dạy con của hồi xưa, hay mình cái quan điểm đấy, những cái quan điểm của những cái thời xa xưa. Vậy nên là mình rất là tò mò nên là mình đã mua cuốn này. Và cuốn thứ tư là cuốn Gia đình bên sông của tác giả là Hồng Vĩnh Tranh. Thì lúc mua thì nghĩ là của tác giả của Việt Nam, nhưng bây giờ mới phát hiện ra là tác giả của Trung Quốc, vì thấy ở dưới có ghi chữ là Võ Đức Anh dịch. Một cuốn sách dày hơn 500 trang mà chỉ có giá là 105.000. Thực sự là mình rất là sốc. Mình rất là sốc với cái giá này của bên nhà Kim Đồng. Và nội dung của nó thì rất là hay. Nội dung thì nói về cậu bé lớn lên trong một gia đình hàng trài nghèo khó, kế sinh nhai khiến nhà bốn người trên chiếc ghe mập quanh năm lênh đênh các bến sông. Những tâm tình thuần phát, những khát khao bình dị, tình yêu thương chân chất giữa người với người đã giúp họ cùng nhau đi qua những thử thách sinh tử của cuộc đời. Văn phong duy mỹ bác ái, trữ tình thơ mộng, đớn đau mượt mà đã khắc họa nên những bức tranh về phong tục và đời sống của người dân miền sông nước. Tác giả Hồng Vĩnh Tranh thì là một tác giả người Trung Quốc, sinh năm 1975. Và khi mà cái cuốn này mình thấy chị admin của bên Kim Đồng có giới thiệu là mình đã ngay lập tức đi tìm. Nhưng mà khi mà mình ra những cái cửa hàng ấy thì nó chưa bán, vậy nên là mình đã phải nhờ chị Tre lấy luôn cho mình ở tại kho của nhà Kim Đồng. Thì đây để bỏ cuốn này ra. Thì đây là 4 cuốn đầu tiên mà mình dự kiến sẽ đọc thật là nhanh cho năm 2024. Đặc biệt là cuốn Gia đình bên sông là một cuốn mình rất là kỳ vọng, bởi vì
Mình cũng vừa hoàn thành xong cuốn sách này. Đây là cuốn sách cuối cùng của năm 2023, cuốn Con chỉ cần một ngôi trường nhỏ của tác giả Hoàng Liên, cũng đến từ nhà Kim Đồng, và một cuốn sách mình rất thích và mình sẽ review cho các bạn sau clip này. Rồi bây giờ sẽ di chuyển đến cái thùng thùng to nhất luôn. Đây, yeah, cái thùng này. Thì cái thùng này là đến từ bên chị Kim Tây Nguyên. Một địa chỉ mà cuối năm 2023 mình đã rất là tin tưởng để mua những cuốn sách ngoại văn mà với giá rất là ổn. Cuốn này, chỗ chị Kim thì mình được giới thiệu qua một chị cũng thích đọc sách, chị Victoria. Để khui cho bạn cái thùng này ra nhé. Mình đã nhận về rất lâu rồi mà đến hôm nay mình mới có thời gian để mình mở. Chả nhìn gì. Ừ, há mồm tắt lên. Ủa, không nhìn gì ta. Ừ. À, bọc bên này. Ui. Ui, ui, ui. Gì đấy? Đây, trong này sẽ có 3 kiện hàng này. Đây là kiện số 1 này. Nhiều lứa cho đấy. Rồi cho đâu? À, bạn, có 2 kiện thôi. À mà. Đây là kiện số 2. Đây. Đây sẽ là 3 kiện. Bây giờ mình sẽ cùng mở ra xem từng kiện một xem là mình có những cuốn sách gì trong này nha. Mình sẽ đi từng cuốn một nha để cho các bạn xem này. Dưới đùi mình. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đi từng cuốn một nhá. Cuốn đầu tiên là cuốn Where We Go From Here. Đây. Cuốn thứ hai là cuốn Between the Bliss and Me, a novel by Lizzie Mason. Cuốn thứ ba là cuốn The First Part Last. Cả những cuốn của chị mua mình đều xem trên Goodreads và đánh giá trên 4 sao thì mình mới mua. Thì có cuốn này là cuốn, theo như mình nhớ thì nói về một người đàn ông phải nuôi một đứa bé. Và đây là một cuốn nhật ký của chàng trai này trong cái quá trình mà nuôi dạy con, cái kiểu gà trống nuôi con. Đấy, nó khá là mỏng, nó mỏng hơn mình nghĩ rất là nhiều. Cuốn thứ ba là cuốn Quark. Đây, Quark and Ada and Protos and Transport and Car, Five Robots, One Unforgettable Journey, Their Programming Will Never Be the Same. Có 5 con robot tên là Quark, Ada, Proto, Transport và Car thì sẽ có một cái chuyến du hành rất là thú vị mà sẽ không thể quên được. Đấy, thì đều là những cuốn mà sách kiểu quay gây dành cho giới trẻ thôi. Tiếp theo là cuốn All the Grace on Granny Street của tác giả Laura Tucker. Thì đây cũng đều là những cuốn của thiếu nhi. Draw the Light của tác giả là Lawrence Lin. Tiếp theo là cuốn Annie's Life in Liz, là một cuốn mà mình hơi phân vân một tí bởi vì là nhìn cái bìa của nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà đọc cái phần giới thiệu thì nó rất là dễ thương về một cô bé tên là Annie và cái cuộc sống của cô ấy. Cô bé này đã viết ra trong cái list của mình gồm những cái gì ấy. Thì thôi, thi thoảng cần những cái cuốn sách mà nhẹ nhàng như thế này để kiểu cảm thấy healing cuộc sống. Tiếp theo chẳng biết là cuốn số bao nhiêu rồi, đây là cuốn tên là gì nhở, Chasing Augustus. Chasing Augustus. Đúng rồi, Chasing Augustus. Chasing Augustus. Đây. Tiếp tục là một cuốn memoir, cuốn Like Sound Through Water, A Mouth Journey Through Auditory Processing Disorder của tên là Karen J. Foley. Mình rất là thích các cuốn liên quan đến memoir, những cái cuốn mà nhật ký này, câu chuyện có thật, rất là thích. Chắc chắn là 2024 sẽ đọc rất nhiều. Úi, tiếp tục là cuốn My Fair Lady. Hai cuốn còn lại trong list này đó chính là cuốn Small Town Girl và cuốn Voice from the March on Washington. Khá là mỏng. Thì mình hy vọng là sẽ đọc những cái cuốn mỏng mỏng này. Đây. Pi 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 pi. Còn đây sẽ là bọc cuối cùng. Và cuối cùng. Đâu rồi? Cái con ra đây rồi. Yep, đây. Thực ra là cái thời điểm mà mình nhận cái hàng này rất là lâu rồi ấy, thế nên bây giờ mình không thể nhớ được là mình đã lấy những cái gì. Thì bây giờ chắc chỉ đọc tiêu đề cho các bạn thôi nha. Các bạn nhìn thấy ông Dũng đấy không? Alex Miller, The Drama of Being a Child. Tiếp tục là cuốn Glennis Before and After của Patricia Tarrant. Đây. Đấy. Janitors Taylor White Size là một cuốn mà
nhìn cái bìa là biết là nó liên quan đến kiểu fantasy rồi, lâu lắm không đọc fantasy. Lần này phải thay đổi đi, đọc tiếng Anh đi cho nó trí tuệ, nó thông thái tí. Tiếp tục là cuốn cuối cùng là cũng có mấy cuốn này là bìa mềm. Thì đây là cuốn At the End, We Begin at the End, The Most Read Crime Novel of the Year của tác giả là Chris Whitaker. Mình không nghĩ nó dày vậy luôn á. Đọc bao giờ hết. Just Ignore Him của Alan Davins thì đây, cuốn này cũng là một cuốn memoir. Tiếp theo là cuốn The Best Christmas Present Ever, sách thiếu nhi. Cuốn này là đáng lý ra là định mang về lúc mà Giáng sinh, bởi vì đây là cuốn viết về Giáng sinh nhưng mà lại không kịp, thì thôi đọc hộp Giáng sinh cũng không sao. Hold My Hand, A Mother's Journey cũng là cuốn memoir này về, về gia đình. Và cuốn cuối cùng là cuốn Mop Is My Washpot của tác giả là Stephen Fry. Yes, đấy là tất cả những cuốn sách mà mình đã mua vào năm 2023 và mở bát vào năm 2024. Thì thôi chắc năm 2024 cũng không có dám mua nhiều nữa để đọc hết tất cả những số sách đã có các bạn ạ. Chứ bây giờ không thì Dũng cả mặt, Dũng đang lườm. Dũng không lườm, Dũng không bao giờ lườm Huyền. Và clip này của chúng mình chỉ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.